Việt Nam cứ cầm mic lên là thành ca sĩ. Cách đây ít lâu, một cô gái trẻ phát biểu như vậy khi bắt đầu con đường ca hát. Tuyên bố có vẻ ngông cuồng ấy, hóa ra là có cơ sở. Không cần hát hay, không cần được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc. Chỉ cần chịu khó đầu tư hình ảnh bắt mắt, thu hút một lượng người xem nhất định. Thế là cô được gọi là ca sĩ trên nhiều trang báo. Cả một thế hệ rất là nguy hiểm. Không cẩn thận là các con, các cháu lớn lên họ nghĩ là đây âm nhạc nước nhà đây. Và chúng ta có chỉ có thế này thôi à? Thì cái điều đấy là một điều vô cùng tệ hại. Đây từng là giọng ca khá nổi ở dòng nhạc trẻ. Bên cạnh một số bài hát được yêu thích, tên tuổi anh gắn liền với các vụ lùm xùm. Nhưng lại hùng hồn tuyên bố mình là vùng đất cấm, tức là không ai được động đến. Sự tự tin này có lẽ bắt nguồn từ việc anh được gắn cái mác sang trọng ông Hoàng Nhạc Việt. Danh xưng này xuất hiện tràn lan, dày đặc trên mặt báo. Ông Hoàng bà chúa của Nhạc Việt ấy là bỗng chốc tưởng mình là ông Hoàng bà chúa. Và họ nhiều lúc họ đọc cho tự cho mình là cao hơn pháp luật. Đã xảy đến những cái chuyện nặng nề như những vụ từ thiện lùm xùm vừa qua. Rất nhiều ca sĩ diễn viên lên ngôi ông Hoàng, bà Hoàng. Một nghiên cứu trên 3 trang báo điện tử lớn nhất Việt Nam trong 3 năm từ 2014 đến 2016 cho thấy chỉ khoảng 25% tin bài giải trí do nhà báo trực tiếp khai thác thông tin. Còn lại là từ mạng xã hội hay thông tin do chính nghệ sĩ, công ty giải trí cung cấp. Phương tiện truyền thông chính thống ở đây ấy, dù hạn chế hơn nhưng cũng tạo điều kiện để cho những cái danh hiệu đó, để tạo ra cái làn sóng háo danh đó, nó trở nên phổ biến hơn ở trong xã hội của chúng ta. Phát triển văn hóa ấy, bao giờ cũng vậy. Nếu mà đã sai ngay từ đầu ấy, thì nó sẽ dẫn đến những cái hậu quả rất là tai hại ở tương lai. Thanh lọc từ chính ngòi bút nhà báo, bớt đi những danh hiệu lệch lạc thổi phồng, để những nghệ sĩ đích thực không bị tổn thương. Đó không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là con đường để báo chí không đánh mất mình trong dòng chảy hỗn loạn của mạng xã hội và thế giới thông tin.